cái bát này có niên đại gần 1.000 năm. Một trong những báu vật của ông Trương Tràng ở làng Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển, huyện Bình Sơn. Mỗi món đồ cổ sưu tầm, ông Tràng đều say mê tìm hiểu kỹ về nguồn gốc lịch sử. Nhiều cái nó ngàn năm mà nó không có cái qua ven, là cho nên mình không, nó chỉ chân chân trui thì thôi. Còn có nhiều cái mà nó thế kỷ cả 16, 17 thì nó là có qua ven. Chẳng hạn nó có như chữ Thọ nè, rồi như những cái đĩa nãy 36 phần đó. Ông Tràng đang sở hữu gần 300 đồ gốm sứ sành có từ thế kỷ 15 đến 17, chủ yếu là bát, đĩa, lu, tráp phấn. Ông là một trong những người sưu tầm nhiều cổ vật nhất ở làng Gành Cả. Ông cũng là hội viên Hội Di sản Văn hóa tỉnh. Riêng cái người dân trong quê Gành Cả này và những hội di sản văn hóa, rồi họ bảo quản, họ giữ gìn cái cổ vật. Và họ có một cái đam mê, rất là đam mê. Làng Gành Cả có khoảng 300 hộ dân, trong đó gần 2/3 số hộ dân sưu tầm cổ vật. Việc sưu tầm những cổ vật của người dân ở làng Gành Cả đã có từ rất lâu, qua nhiều thế hệ gắn bó với biển, sống bằng nghề lặn biển. Từ vỏ ốc, vỏ sò khổng lồ hay những cổ vật đều được người dân trưng bày cẩn thận trong tủ kính ở phòng khách. Giữ gìn cho ví dụ như con cá đồ xa này nó cũng biết quý gió là hầu cho ông cho toa đồ địa lợi như vậy. Nhiều người dân của làng Gành Cả là thành viên của Hội Di sản Văn hóa xã. Xã Bình Châu cũng thành lập chi hội Di sản Văn hóa xã, khuyến khích người dân nơi đây tham gia và cùng gìn giữ bảo tồn những cổ vật. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh và chính quyền địa phương dự kiến đưa làng Gành Cả thành điểm du lịch cộng đồng trong thời gian tới. Là một cái điểm du lịch cộng đồng có tính chất đặc biệt về cho các du khách người ta nghiên cứu các loại cổ vật, các loại ốc biển, sản vật của biển. Một mặt thì cũng tạo ra cho một cái việc mà nghiên cứu tìm hiểu về cái loại cổ vật, nhưng mà khác là cũng khuyến khích bà con nhân dân là lưu giữ cái này. Với nhiều người dân của làng Gành Cả, những món đồ cổ sưu tầm được không chỉ là đam mê mà còn mong muốn góp phần bảo tồn các di sản, giữ lại các giá trị lịch sử cho thế hệ sau này.